Rồng 8 vô địch. Ai? Hả? Minshu Che? Đưa cho ta cái bản đồ ngay đi. Bản đồ ư? Bản đồ gì? Để xem ngươi nói sao. Nó đang ở trong giày của hắn ta, chủ nhân. Nó đây rồi. Đi thôi. Cứu ta. Cho Chi Chang. Em trai, ngươi làm rất tốt. Thật là kỳ diệu. Vì cuối cùng ngươi đã đoạt được bản đồ. Anh trai, em phải đi. Được rồi, bảo trọng nhé. Ngươi phải nhọc công sức nhiều để quay về giúp đỡ ta. Ta là anh trai ngươi. Em sẽ làm điều đó. Tốt. Anh trai, em nên đi đây. Người đâu? Chủ nhân, gã thu nợ đâu rồi? Có tin gì về hắn ta không? Chủ nhân, anh ta sẽ về sớm thôi. Ta sẽ đi thu tiền đút lót của làng Sen. Đi thôi, không dễ dãi với chúng được. Vâng. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Sao ngươi chặn đường ta? Đồ khốn! Ta sẽ chặt đẹp ngươi! Yeah!
Niên gia bạc lại tấn công nữa sao? Hắn ta là chiến binh xuất sắc, chúng tôi không chống lại được. Cái gì? Nếu ngươi quá yếu, vậy tại sao ta lại để ngươi hộ tống vàng của ta? Trả lời đi, hả? Tôi xin lỗi chủ nhân, làm ơn tha thứ cho tôi. Nhìn vào mắt ta đi. Các người, lột áo của hắn ta ra. Tuân lệnh. Giờ các người thấy không? Vâng. Hắn ta là kẻ vô trách nhiệm. Nghe này, hãy cho hắn bài học. Này tên kia, ngươi gọi ta sao? Đúng vậy. Trước giờ ta chưa thấy ngươi quanh đây. Ngươi từ đâu đến? Có vấn đề gì với ngươi sao? Ta đến từ rất xa. Ngươi kẻ ngốc. Hắn ta làm dễ như không biết gì về chúng ta cả. Nói ta biết ngươi là ai. Nghe này, ta không quan tâm đến ngươi là ai. Các ngươi làm tốn thời gian của ta. Này, quay lại đây, quay lại đây. Không ai có thể khiến ngươi đi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm ai đó để cùng đấu. Được rồi, vậy cho con lừa này biết chúng ta là ai. Hey!
Họ treo giải thưởng kìa. Thưởng nhiều quá, toàn tiền mặt. Qua đây. Mua giùm qua đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi sẽ mua một bông. Cảm ơn, chúc ngày tốt lành. Thích hoa không? Nó mang vận may đến đấy. Anh thích hoa không? Nó mang vận may đến cho anh đấy. Anh mua qua đi. Không cần. Mùi dễ chịu quá. Anh đùa tôi sao? Tại sao? Vì nó không phải là hoa thật. Cô nhầm rồi. Dù gì những bông hoa này cũng do cô bán, nên cũng mang tình cảm của chính cô. Vì vậy nên chúng có mùi hương. Anh thật tử tế quá. Đây, cầm lấy. Cảm ơn. Hoa trắng đi. Hoa trắng đi. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Trả lại cho tôi. Tôi đã cảnh cáo cô. Không được bán hoa ở đây rồi đúng không? Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ có thể làm vậy. Tôi hứa tôi sẽ không lặp lại. Cô, ta đã quá mệt mỏi vì lúc nào cô cũng trả lời như vậy. Lúc nào cũng thế. Lần này thì ta không để cho cô đi nữa. Bắt cô ta lại. Ngươi là ai? Ngươi là Ninja Bạc sao? Bắt hắn ta lại. Chủ nhân, đợi đã. Nếu ngươi nghĩ ta là Ninja Bạc, vậy nên ta chấp nhận thách đấu với ngươi, không phải với lũ ngốc này. Được. Thưa ông, cảm ơn vì đã cứu tôi. Ông có muốn đến nhà dùng bữa cơm với tôi không? Thật là tốt bụng, nhưng bây giờ ta không có thời gian. Xin lỗi, nếu ông không có thời gian dùng bữa ở nhà tôi, ít ra ông cũng để tôi biết tên. Tên ư? Vâng, tôi muốn biết. Chỉ gọi ta là con trai. Con trai sao? Ta rất thô lỗ. Để xem. Ý ta là ta phải đi rồi. Đợi cho một chút trước khi ông đi. Làm ơn nói cho tôi biết, ông có phải là Ninja Bạc không? Ninja Bạc hả? Không, ta không phải là anh ta. À, gặp cô sau. Đợi đó. Để ta uống xong đã. Được chứ. Đến lúc ngươi phải ra tay rồi. Ninja Bạc đang ở đây. Cái gì? Ninja Bạc sao? Đúng. Ngươi nghĩ chủ nhân Ninja sẽ nói gì nếu ông ta phát hiện ra? Nghĩ đi. Ninja Bạc đang ở đây. Trong khi ngươi chỉ say xỉn cả ngày thôi. Được rồi, được rồi. Đi bắt hắn ta thôi.
Đi nào. Này, ngươi nghĩ giỏi đến cỡ nào? Cái gì? Tôi xin lỗi. Lão già bẩn thỉu ngu ngốc. Bắt ông ta. Chủ quán mang rượu và thức ăn cho ta. Được rồi, tôi sẽ mang. Này, nè, hắn ta là ninja bạc đó. Hả? Các ngươi nên rời đây đi. Được, để xem. Hắn ta có vẻ không khó đối phó với ta. Thôi nào, ngươi sẽ đau đó. Anh ta tiêu rồi. Bên này nữa. Đi thôi, các người sẽ bị giết mất. Chuồn khỏi đi thôi. Đừng có mà đứng đó nhìn chằm chằm vậy. Mà hắn ra khỏi đây đi. Dân, đi tiếp đi. Nhanh đi, biến khỏi đây. Ngươi coi chừng ta đó.
Lần tới ta sẽ giết ngươi. Ông lão ơi, ông nên về nhà ngay bây giờ đi. Nơi này không an toàn đâu. Cảm ơn người rất nhiều vì đã cứu ta hôm nay. Hãy về nhà cùng ta dùng bữa tối. Cảm ơn ông lão. Tốt hơn hết là để con đưa ông về nhà, phòng khi những tên ngu đần kia lại quay đầu lại. Chủ quán. Dân, thưa anh. Cầm lấy, bù cho những thị hạ của quán. Cảm ơn, cảm ơn. Ta nghĩ các ngươi đã biết sẽ nhận lấy hình phạt gì khi các ngươi sai phạm trong công việc làm ăn của ta. Vâng, chủ nhân. Chúng tôi xin lỗi ông. Chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Cấm miệng. Ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hãy mang tên Ninja Bạc về đây cho ta trong vòng 2 ngày. Vâng, tuân lệnh chủ nhân. Chúng tôi sẽ bắt hắn. Chúng tôi sẽ bắt tên khốn đó. Suwa. 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 Con đến đây cha. Vui lòng mời vào nhà. Cha đã về. Anh là chàng trai. Sao anh lại ở đây? Chào cô thế nào? Các người biết nhau sao? Vâng. Cha ơi. Cha ơi. Anh ta đã cứu con khỏi bọn côn đồ ở trên thị trấn chiều nay. Con may mắn trốn thoát. Ồ, thật vậy sao? Vậy thì cả hai cha con ta đều được người cứu. Cảm ơn, không có gì. Suwa, chăm sóc khách của ta. Vui lòng đi lối này. Được rồi. Cha ơi, vào nhà đi cha. Được rồi. Điều gì dẫn con đến nơi này? Ngươi đến từ đâu? Con à, con là trẻ mồ côi. Cũng có nghĩa kẻ lang thang đây đó. Vậy ai là Ninja Bạc? Con không biết. Con chưa bao giờ xưng mình là Ninja Bạc. Cha, thật ra con ước gì cha được nhìn thấy những tuyệt chiêu của anh ấy. Cha biết con gái yêu. Ta chỉ có thể nghe được cách anh ta đánh. Ta biết ngay đó là người có tuyệt chiêu bậc nhất. Nghe này, con chưa bao giờ nói mình là Ninja Bạc hết. Ồ. Có chuyện gì vậy? Chủ quán. Chủ quán. Gã khốn kiếp đó đi đâu rồi? Tôi không biết. Tốt hơn hết là ngươi nói cho ta biết trước khi ta nổi giận. Tôi thực sự không biết. Nghe này, ngươi nên nói anh ta đi đâu, hay là để ta cắt họng của ngươi. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Nghe đây, ta biết anh ta ở đâu. Cái gì? Ý ngươi là sao? Này, ngạc nhiên chưa? Bọn ta đang trên đường đến nhà cô. Hãy nói cho tôi biết, chúng tôi đã làm gì với các người? Cái gì? Cô hỏi lại tôi à? Hai cha con cô đã lừa tôi, mà giờ còn giả vờ nữa sao? Nói ta biết. Ninja Bạc đâu ở đâu? Nhưng anh ta không phải là Ninja Bạc. Cô dẫn nam bảo vệ cho anh ta. Có lẽ cô đã yêu hắn rồi. Câm đi. Và đừng có nói ngu ngốc như vậy. Ta ngu ngốc sao? Nghe đi. Tốt nhất là cô hãy dẫn bọn ta đến đó. Nếu không bắt buộc bọn ta ra tay đấy. Tốt hơn hết các người cẩn thận đi.
Có thể các người sẽ bị xấu hổ vì bị phụ nữ đá ở chốn đông người. Cái gì? Đến đây thôi. Ngươi muốn chết sao? Ta sẽ giúp ngươi. Ta đã có cô ta rồi. Người dẫn cô ta đi. Sao? Mang cô ta về cho chủ nhân Minh. Nhưng nghe này, cô ta không phải là ninja bà. Cầm miệng, đi về đi. Tuyệt vời. Phần thưởng đây. Dùng cô ta để bẫy tên ninja bà. Chúng ta sẽ nắm cơ hội đó. Ta cũng nghĩ vậy. Cô ta rất xinh. Thảo nào tên khốn đó bị hấp dẫn ngay. Giữ cô gái này ở đây. Ta không cần phải đi lùng sục hắn. Nếu người bắt được ninja bạc, ta sẽ thưởng cho người hậu hĩnh. Chỉ là đừng làm ta thất vọng. Đừng bận tâm chủ nhân. Tôi có thể bắt được hắn và sẽ không lâu nữa đâu. Tốt. Ta đợi tin của ngươi. Ngươi nói bọn chúng bắt cóc con gái ta sao? Dân đúng rồi, sao tôi lại nói dối được chứ? Ông ơi, họ đang săn lùng con thôi. Con sẽ đi gặp họ và mang con gái của ông về an toàn. Nghe ta đây. Bọn họ là những nhóm tội phạm nguy hiểm. Đừng có lo cho con. Con sẽ hại được bọn họ thôi. Để đã, chàng trai trẻ, quay lại đây. Ngồi xuống. Ngươi muốn ta giết cái gì? Thôi đi. Nghe cho rõ đi. Nếu muốn sống thì viết báo cho cha cô biết. Nếu muốn quán đổi con gái của mình thì giao hết toàn bộ tài sản của ông ta ra. Giết ngay đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Tốt hơn là cô nên giết những gì ta yêu cầu. Giết ngay đi. Được rồi, tôi sẽ giết. Cô thông minh lắm. Giờ thì cởi trói cho cô ta. Dân. Giết đi nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi cứ đi theo ta? Ta mới là người hỏi ngươi điều đó. Bạn của ta. Đúng hơn hãy trả lời ta trước. Ta muốn ngươi trả lời ta trước. Ngươi là ai?
Nếu người quá ngu xuẩn vậy thì ta tỉ thí trước đi. Được, chiều theo ý ngươi thôi. Tạm biệt nhé. Này, này, cởi trói cho ta. Này, cởi trói cho ta. Tạm biệt. Quay lại. Quay lại đây. Này, này, quay lại đây. Quay lại đây. Quay lại. Được rồi. Giờ việc cần làm là ký thôi. Bắt cô ta lại. Còn khốn, ta tử tế với cô là vì cô là phụ nữ. Cảm ơn đã tử tế với tôi, đó là lý do tôi phải đền ơn. Hả? Cái gì thế? Rời khỏi đây ngay đi. Dân, ngươi là ai? Ngươi là Ninh Sa Bạc sao? Đó chỉ là người của ngươi gọi ta thôi. Cái gì? Gã lấy tiền của ta ở đâu? Ta hoàn toàn không có ý kiến. Thành thật mà nói, ta không quan tâm. Đồ khốn khiếp. Tệ quá. Ta có thể đi được chưa? Ngươi sẽ gặp may thôi.
Lũ ngốc các người. Đồ đần. Các người ở nơi chó chết nào vậy? Lên đây cứu ta đi. Lên đây bắt hắn ta lại. Tạm biệt. Đừng có mà đứng được ra đó nữa. Bắt tên khốn đó lại. Tuân lệnh. Chủ nhân Minh. Đồ ngu. Tháo nó ra khỏi người ta. Nhanh, nhanh lên nào. Để tôi làm, tôi sẽ dùng đao chặt. Cái gì, đồ ngu? Dùng đao cũng như sao? Chỉ cần bẻ khung gỗ này ra. Đồ ngu. Toàn một lũ thiểu năng. Min, đến đây cởi trói cho tôi. Khốn kiếp. Đồ khốn nói dối. Ngươi lừa ta. Chủ nhân Min, đừng nói như vậy. Cả hai ta đều bị lừa. Dớ dẫn. Bị thua à? Đồ khốn kiếp. Tôi sẽ bắt gã khốn đó. Tôi sẽ bắt hắn ta trả giá những gì tôi đã trải qua tối nay. Hắn ta là một gã dày dặn. Hắn sẽ không bắt được tên kia đâu. Kệ hắn ta đi. Người đâu? Dạ. Tìm đến những kẻ chưa trả tiền và những kẻ còn nợ. Ta không dễ dàng với chúng nữa. Ta sẽ phải khiến chúng trả giá. Tuân lệnh chủ nhân. Chủ nhân. Nếu ta lan truyền vài tin đồn ra thì ta có thể bắt được Ninja Bạc. Ý kiến này hay đó. Đi và chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Gones. Dân. Ta không thể tự mình giải quyết việc này. Hãy đi tìm em trai ta về đây. Tên thật của ngươi là gì? Tên con là Pai Gu Lan. Ông đã nghe đến Pai Pei Hu chưa? Pai Pei Hu. Dân. Ông ấy là cha con. Cha con đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Con nghe rằng ông ấy đã bị giết bởi ai đó ở vùng này. Con sẽ trả thù cho cha con. Pai Gu Lan, người có biết vì cha ngươi bị giết vì một lý do cá nhân nào đó hay chỉ đơn thuần là tai nạn? Con biết ông ấy bị mưu sát. Đó là lý do con đến đây tìm cho Chi Chang và Min Si Che. Ông ơi, nếu ông biết về họ, làm ơn nói cho con biết. Ta không biết gì cả. Ta phải đi rồi. Xin lỗi. Ta phải đi và nghỉ ngơi đây. Cha, cha ơi. Cha, cha định ra ngoài sao? Không, ta cần nghỉ ngơi. Ồ, bữa tối đã xong rồi cha. Để mai đi, ta vừa nói chuyện với vài người khác. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Dân. Min Sa Bạc. Min Sa Bạc, ra ngoài ngay đi. Chờ tí. Chờ đã. Hắn ta là bạn ta. Bạn cũ của ta. Bạn cũ của ta. Đầu óc của ngươi để đâu vậy? Ngươi nói gì? Mình đã trả cho ngươi lần này là bao nhiêu? Ông ta không trả gì. Lần này ta đến đây là vì mình thôi. Vậy ngươi muốn trả thù sao? Điều chúng ta cần lần này là cuộc chiến công bằng. Bạn của ta. Ở đây không có chỗ để tỉ thí. Nếu ngươi thật sự muốn, tốt hơn là ta ra ngoài. Đến nơi nào đó không xa. Ngươi có biết nơi nào không? Được rồi, ta biết. Có một cây cầu gần đây. Gần thế nào? Phía sau ngọn đồi. Được thôi. Khi nào ngươi muốn đến đó? Bây giờ. Ta xin lỗi về sự quấy rầy. Đó là kẻ đã trói ta.
Hắn ta nói cho hắn ta xin lỗi cô vì thái độ không tốt của hắn. Không ai xem hắn ta là bạn đâu. Xin lỗi. Nhưng giờ ta phải ra ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta bị xúc phạm. Vậy nên đánh thôi. Ta không đến đây để đánh lại những người bạn của ta. Không muốn gây rắc rối. Ta không muốn đánh với ngươi. Thật sao? Vậy thì trong trường hợp này, nói cho ta biết ngươi làm gì ở đây. Ngươi không phải là kẻ thù của ta. Ta ước ngươi hiểu ta. Không phải là ngươi, mà là những kẻ khác ta đang tìm kiếm. Ta không quan tâm ai là kẻ thù của ngươi. Ngươi là kẻ ta muốn. Vì ngươi vẫn là kẻ thù của ta. Đánh thôi. Đồ khốn nạn. Ngươi bẻ gãy chân ta rồi. Ngươi làm ta đổ máu. Dù gì đi nữa, ngươi có sống như cách hiện giờ. Nếu ta là ngươi, ta phải cẩn thận hơn. Ta phải dè chừng cho cái chân còn lại của mình. Gặp ngươi sau nhé. Chân tội nghiệp của ta. Tôi nghe rằng bọn họ sẽ bắt người nếu người không có nạp đủ cho bọn họ. Có thật vậy không? Tất nhiên là thật. Bọn họ đã làm vài lần trước đây. Lần này họ cũng tung tin đồn như vậy. Sự đe dọa này trông khó chịu quá. Dân tôi cũng vậy. Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho quý ngài? Bọn ta đến đây để đòi số tiền mà ngươi còn nợ. À dân, tôi thực sự không có tiền ngay lúc này. Nhưng chủ nhân Min có bảo tôi có thể nợ lại ít nhất đến tháng sau. Giờ ông ấy đã gửi lệnh đó rồi. Vậy nên tốt nhất ngươi có thể nộp ngay đi. Hai người đùa sao? Đưa đây. Không, tôi không có. Vậy xem đi. Ta đã cống nộp cho các người những gì ta có. Ta không thể khoan dung lâu được nữa. Các người đã dồn ta vào chân tường. Ta không thể chịu được nữa. Các người có hiểu hay không, lũ khốn khiếp? Vậy sao? Ngươi sẽ gặp khó thôi. Ngươi sẽ nhận những gì sắp xảy ra. Ngươi sẽ nhận những gì sắp xảy ra.
Ngươi đã yêu cầu thế này đấy nhé. Ninja bạn, chúng ta làm gì đây? Biến khỏi đây nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Không đúng lúc rồi. Linh Sa Bạc đã ở đó trước chúng tôi. Nói cho tôi biết, cô lấy thứ này ở đâu? Tôi vừa chọn dẹp phòng của anh thì thấy nó. Thử xem sao. Thử xem tôi trông thế nào với nó. Ôi lạy Chúa, sao cô có thể làm những chuyện nguy hiểm và khờ dại vậy? Cô có thể bị tổn thương đấy. Tôi xin lỗi. Nhưng sao anh lại làm những chuyện nguy hiểm kia? Mọi người đều giấu đi tội lỗi của mình và anh ta cũng không loại trừ. Thực ra ta làm gì cũng là sai, nhưng xem như đó là sự minh bạch của sự che giấu, ngay cả vì ta chống lại kẻ xấu. À, tôi hiểu rồi. Thôi nào, về nhà thôi. Được rồi. Em trai, anh trai, anh sao rồi? Anh trai, không gì lạ khi anh vẫn chưa bắt được tên Ninh Sa Bạc. Em trai đừng trêu chọc anh. Gã đó làm ta phát điên. Chúng ta không thể trói hắn được. Anh trai, anh phải nghĩ kế mới có thể tỉ thí với hắn ta. Người nói đúng. Nhưng nghe này, làm sao ta có thể nghĩ ra diệu kế với một đám ngu si này? Tuy vậy em trai à, ta rất vui vì ngươi đã trở về đây. Chúng ta thực sự cần ngươi giúp đỡ. Giờ thì cho chúng ta thấy những gì ngươi đã học. Nào, cho chúng ta thấy bí quyết mới nhất của ngươi đi nào. Có chuyện gì sao? Ngươi không thể làm được à? Lấy nó xuống và nhìn xem. Ngươi thật tuyệt vời. Người đâu? Chủ nhân.
chuẩn bị tiệc mừng. Nhà tinh thông kung fu. Ông ơi, ông là ai? Làm ơn nói cho con biết. Ta là Cho Chi Chang. Nói cho con biết. Nói cho con biết, người giết cha con, trả lời con đi. 5 năm trước. Đây, cảm ơn. Ông có thể tin vào tôi. Đây là bản đồ kho báu mà Mintico đã lấy từ người của chúng ta. Ta phải quay về quê nhà của ta. Trường hợp có chuyện gì xảy ra với ta trên đường đi, ta hy vọng ngươi có thể tìm thấy những gì còn lại. Chắc chắn rồi. Tôi rất vui được giúp anh. Tôi thích người tốt. Anh không phải lo lắng điều đó. Bạn của ta. Cảm ơn ngươi nhiều.
Nó nằm trong giày của hắn ta. Đây chính là nó. Đi thôi. Cứu ta, Choi Chi Chang. Nghe này, cứ có thể nghĩ ta tham tiền, nhưng điều đó không đúng. Ta chỉ muốn giữ nó tránh xa kẻ xấu, chỉ vậy thôi, đó là sự thật. Ông nói dối. Ông có nghĩ tôi sẽ tha thứ cho ông khi ông nói dối tôi? Tôi muốn biết sự thật. Không có gì nhiều để giải thích cả. Ngươi là con trai ông ấy nên ngươi phải trả thù. Làm đi. Ngươi có thể giết ta bây giờ. Nếu ngươi muốn, chẳng còn gì biện minh cả. Đừng làm vậy. Tôi đã nghe câu chuyện của hai người. Làm ơn tha thứ cho cha tôi. Ông ấy không phải là loại người như anh nghĩ. Làm ơn tin tôi đi. Ra ngoài. Cô không hiểu chuyện thế nào đâu. Ta phải trả thù cho cha ta. Ta đã tìm ông ấy khắp nơi. Vì thế giờ ông ấy sẽ phải chết. Tôi hiểu cảm giác của anh hiện giờ. Nhưng lòng căm thù sẽ không bao giờ kết thúc nếu ai đó biết cách dừng lại. Ông Pai, làm ơn suy nghĩ thật kỹ tình hình chúng ta hiện nay. Cha tôi chỉ muốn giữ khoản tiền đó không rơi vào tay của bọn xấu. Ông ấy không cố ý giết cha anh. Làm ơn tha thứ cho ông ấy. Làm ơn tha thứ cho ông ấy. Giờ hãy đi đi. Ra khỏi đây. Nghe này anh trai. Hả? Anh có chắc gã khốn đó đang ở trong nhà của chú? Đúng. Giờ thì đến lượt hai người. Chỉ cho chúng ta biết đường đến đó. Dân chủ nhân. Được rồi, đi thôi. Dân. Cô Lan. Cô Lan. Làm ơn giúp cha tôi. Nhìn xem này. Nhìn cái này đi. Sư qua thương. Ta mong là con tha thứ cho ta. Ta không muốn mình gây ra vết thương lòng cho con. Giờ ta nhận ra những gì ta làm trước đây là sai. Ta đã tự quyết định rời khỏi nơi này, nên đừng tìm kiếm ta. Ta rất vui vì đã có Pai Cu Lan ở bên con. Anh ta sẽ chăm sóc cho con. Ta chỉ chúc con có những điều hạnh phúc trong tương lai. Chuyện gì xảy ra? Tôi tìm thấy lá thư này sáng nay. Ta nên làm gì? Hai chúng ta đi tìm ông ấy xem. Ồ, chết tiệt. Ta không nhớ được cái này cho Pai Cu Lan. Cha! 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 Cha!
Ai ở đó? Tất nhiên là bọn ta rồi. Anh em gian danh nhà Minh. Anh em nhà Minh ư? Đúng vậy. Nói ta biết Ninh Sa Bạc đang ở đâu. Thật tuyệt. Ta chỉ mới đến gặp ngươi ở nơi này. Ta không bận tâm chuyện đó. Gã khốn kiếp. Bình tĩnh. Nhìn bản đồ này xem. Nó giống y như của Bai Bai Hu. Hả? Anh trai, ta phải dời ngay số chậu báu này càng sớm càng tốt. Người nói đúng. Gã ninja bạc này sẽ biết về bản đồ này. Hắn ta thân cận với Chô.
Người đâu? Chủ nhân, chuẩn bị giờ ngay đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tuân lệnh. Suwa, đừng lo, cha cô sẽ ổn thôi. Ông ấy chắc chắn gặp rắc rối rồi. Chúng ta phải tìm ông ấy. Anh em nhà Minh. Thật sao? Họ đi từ nhà chúng ta. Đi thôi. Cha! Cha! Cha ơi! Cù Lan, người hãy tha thứ cho ta nhé. Bọn chúng là những tên cướp người nói đến. Hai anh em nhà Min. Bọn họ là một sao? Ta không biết, vì ta không nhìn thấy. Nhưng ta đã nhận ra. Cha ơi! Cha ơi! Ninja Bạc, người hãy cẩn thận với Minty Co và Minji Che, nếu không sẽ không toàn mạng. Đây này, đây là bản đồ châu báu cũ, người nhớ không? Giờ em mới hiểu. Ông ta đã ra tay giết Baby Hu. Thật tuyệt vời, chúng ta bị đánh lừa bởi ông lão ngu xuẩn này. Ta phải báo thù. Thật buồn cười. Người đâu? Có. Lục soát khắp nơi. Dừng. Ninja Bạc, Ninja Bạc. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi đang làm trò gì vậy? Các ngươi giết cha ta. Bai Pei Hu. Giờ thì tới phiền các ngươi. Cái gì? Hả? Minji Che, ta là Cho Su Qua, con gái của ông Cho Chin Chan mà các ngươi đã cố tình sát hại. Giờ đến phiên các ngươi. Vậy thì đến lúc chúng ta cùng tỉ thí. Một trong chúng ta hôm nay sẽ chết. Đó là lời hứa. Được thôi. Hey!
Bắt chúng. Thank you.